Em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Và mà cần tìm người ngủ chung gấp. Tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Và em cũng không biết nhậu và không biết uống bia, không biết thuốc. Hay quá lắm. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào em, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Phạm Ngọc Nhung. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng của một công ty thương mại điện tử. Quê hương của em thì là quê hương của hai cái người hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam, đó là bà Từ Dũ và hoàng hậu Nam Phương. Em đến từ Gò Công, Tiền Giang ạ. Rồi, cùng quê anh Quyền Linh đó. Dạ. Rồi, bạn trai giới thiệu đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả, chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Cao Duy Tân, năm nay em 25 tuổi và nghề nghiệp của em hiện tại là giám sát an toàn cho công ty cơ điện lạnh. Giám sát an toàn? Dạ, trên công trình xây dựng á. Tức là em là kỹ sư đúng không? Dạ, kỹ sư an toàn. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Long An ạ. Long An, Long An, Gò Công là sát với nhau ha. Dạ. Rồi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ thì ưu điểm của em là vui vẻ, ít nói và tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Và thì cũng lý do thể thao đó là em cũng không biết nhậu và không biết uống bia, không biết thuốc. Hay quá, làm một tràng luôn. Khuyết điểm có gì không? Khuyết điểm mà anh thấy lớn nhất hiện tại là em không biết nấu ăn thôi. Không biết nấu ăn? Dạ. Sao có phụ nữ nấu? Dạ. Rồi. Vậy cũng tập nấu vài món đó nha. Dạ. Quá tốt, còn bạn nữ? Dạ, ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét là khá là hòa đồng, thân thiện với lại em hiền. Cái ưu điểm thứ hai của em là em biết lắng nghe và chia sẻ. Thì thường em thấy là bạn bè em mà ai mà có tâm sự thường thì tìm tới em để mà chia sẻ cũng như là nhờ em cho lời khuyên. Cái ưu điểm thứ ba nữa là em cũng rất là thích nấu ăn. Tại vì là em đi học xa từ nhỏ không có được mẹ dạy cho nấu ăn, nhưng mà em cũng hay tìm hiểu để mà tự nấu á, thì em cũng có thể nấu được những cái món ăn trong gia đình. Thì bên kia không biết nấu ăn. Cái đó để em lo. Rồi, để em lo. Dạ. Còn về khuyết điểm á, thì em hơi thích ướt. Tức là em coi phim mà cảm động quá là thường em hay khóc, thì xấu hổ lắm. Khuyết điểm nữa là hơi nhát á, nhất là sợ ma. Tại vì em bây giờ ở Sài Gòn á, thì em ở chung với một người bạn nữa của em. Nhưng mà bạn đó cuối tuần thì hay qua thăm cháu của bạn bên Gò Vấp á. Thì em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Sợ ma. Dạ đúng rồi, rồi. Cần tìm người ngủ chung gấp. Bởi vì đỡ sợ ma đúng không? Dạ. Rồi em trải qua bao nhiêu tình trường mình như thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Quen bao lâu rồi em? Cái mối tình đầu tiên thì em quen được 1.5 năm. Còn mối tình thứ hai thì là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Cái mối tình thứ hai lý do chia tay là tại vì hai người không có hợp tính với nhau. Em thì hướng nội, còn anh đó thì hướng ngoại. Thường xuyên xảy ra tranh cãi á chị. Bạn trai? Dạ. Có mối tình vậy? Dạ thì từ năm 1900 hồi đó đến giờ cho em vẫn chưa có mối tình nào à. Cái gì? Chưa có mối tình nào hết. Từ xưa giờ luôn hả em? Dạ. Lý do? Dạ tại vì lúc mà vô đại học thì chọn ngành thì cũng là nhiều trai quá, ít nữ. Với lại sau này ra trường thì làm bên xây dựng nữa, nên là gặp nữ thì ít. Nói chung là môi trường làm việc thì không có nữ nhiều. Em muốn tìm một mối tình như thế nào để hợp với em? Dạ thì nữ thì em thích một người ngoan, hiền. Nói chung là vui vui một tí, cho vui nhà vui cửa. Dạ. Rồi phải lễ phép với gia đình. Nếu mà bạn bên kia thì em thấy là nấu ăn quá là tốt rồi. À, em không biết nấu ăn bên kia. Dạ. Ăn được là mừng rồi đó. Dạ. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Dạ nghe, nếu mà em nghe cái giọng thì giọng nó rất là trong trẻo. Và đúng là cái giọng mà em cũng thích phụ nữ mà cái giọng nó như vậy. Rồi, để anh qua anh coi bạn gái coi sao rồi anh về anh thông báo cho em biết ha. Rồi, chào bạn gái. Em có phải là một người phụ nữ đảm đang về tất cả công việc nội trợ trong gia đình không? Dạ thật ra nói đảm đang thì em không dám nhận là mình đảm đang. Nhưng mà nếu mà mình có một người để mà mình cố gắng thì em sẽ cố gắng học để mà có thể vun vén gia đình. Giữa một người thật là đẹp nhưng mà tấm lòng không tốt, giữa một người tấm lòng rất là nhân hậu nhưng mà không được đẹp bằng một siêu mẫu nào đó, thì em chọn cái gì? Dạ tại vì là em cũng trải qua hai mối tình với lại em cũng tìm hiểu nhiều người rồi thì thật sự bây giờ nếu mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài thì cái tính cách vẫn là quan trọng hàng đầu. Còn về ngoại hình thì thật sự nếu mà mình đã yêu rồi thì cũng không có quan trọng về ngoại hình lắm. Quan trọng là sự chung thủy. Dạ đúng rồi. Sự chăm sóc người đàn ông đúng không? Dạ. Em có hay ghen không? Thật sự thì ghen thì yêu là phải ghen rồi anh. Nhưng mà nếu mà bạn đó lúc nào cũng cho mình cái cảm giác an toàn thì muốn đi đâu cũng được, em không có cấm. Anh nghĩ người đàn ông bên đây là cho em một sự chung thủy. Dạ. Cho em một sự an tâm tất cả mọi thứ. Dạ. Nha. Cũng là một người em đang tìm kiếm. Trời, em rất là xinh, đàn gái rất là dễ thương. Rất là ok em.
Em muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào để chị qua chị xem. Dạ em thì tại vì em không được cao nên là em có ấn tượng với mấy anh nào chân dài xíu thì chân người dài xíu. Dạ đúng rồi, người thì vừa vừa, nếu mà mập mập xíu cũng dễ thương. Ừ. Còn tính cách thì em thích hiền lành, cũng hài hước chút xíu, đừng có khó tính quá em sợ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có nói nhiều quá, tại vì em thấy có nhiều người nói nhiều nhưng mà không có làm được á, thành ra là nói dài nói dở. Bạn này sẽ thương em lắm. Dạ chào chị ạ. Rồi chào em. À, chưa có một mối tình nào hết rồi bây giờ mình có bạn gái rồi, mình có biết cách yêu thương với chăm sóc bạn gái không em? Dạ để chị học hỏi từ mấy người đó vui vậy á. Học hỏi hả? Dạ. Học hỏi anh Nguyễn Linh ha. Dạ có gì anh hỗ trợ cho em. Dạ. À, nếu như được thì em định là lúc nào thì mình tiến tới hôn nhân? Dạ thì em nghĩ là khoảng từ một năm tới hai năm là thời gian hợp lý nhất ạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Lấy nhau về thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nên em sẽ lập nghiệp ở Hồ Chí Minh rồi. À, hiện tại em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ và gia đình. Là mình sẽ làm dâu. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em chỉ không thích người bạn gái là hay nóng tính á. Đó là điều mà em rất là sợ. Tại vì tánh em cũng hiền nên là mỗi lần cãi lộn em cãi thua đó. Nên là chồng phụ nữ hiền lành thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như ở rể thì em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ miễn là trong, nếu mà gần gần thì ok. Nếu mà bạn này Tiền Giang thì cũng quá là gần rồi. Được ha. Dạ. Nói chung là miễn là vợ chồng yêu thương nhau là được. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Để cho hai trẻ gặp mặt. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị họ. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ chào con. Thì nãy giờ cô xem thì cô thấy con cũng được, dễ thương. Cũng thôi thì hai đứa cứ bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Dạ. Tìm hiểu rồi nếu mà được thì cô tính ra. Tính của cô đó là giống mẹ con luôn. Mẹ con cũng hiền với lại là dễ tính vậy luôn. Cô thì thoáng lắm sao cũng được. Từ từ cái gì cũng phải học hỏi, ai cũng phải học hỏi hết. Dạ. Chứ không ai mà tự nhiên mà biết cái gì đủ thứ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đồng nghiệp của em. Thì em cũng muốn là có dắt cậu em theo. Tại vì cậu em ở Sài Gòn. Nhưng mà tại hôm nay ông ngoại bị ốm, đang nằm bệnh viện nên là cậu không đi được. Dạ, có đồng nghiệp của em đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, cho chị gặp đồng nghiệp của mình nhà gái. Em chào MC Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Em chào mọi người ở trong khán phòng. Về chị Nhung thì chị Nhung là không có thể dùng từ dễ thương mà là nhìn chị Nhung đáng yêu. Nhìn cái kiểu nhìn là muốn nận liền luôn. Còn về tính tình thì thực sự giống như là chị Nhung có trao đổi ngay lúc đầu là rất là hiền, và đồng thời là như giọng nói là cũng rất là nhẹ nhàng, từ tốn, cho nên là bạn trai cứ yên tâm là không có bị ăn hiếp đâu. Còn chị Nhung ơi, bạn trai sáng sủa lắm nha. Cũng có chiều cao tương ứng như mình mong muốn. Em nghĩ là nên xem xét để mà có thể phát triển thêm nha chị Nhung. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ mình kéo màn cho đôi trẻ gặp mặt nha. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Mời các bạn. Dạ em chào anh ạ. À. Chào em. Em thấy anh ổn không? Ở dưới nhắc kìa, má nhắc kìa. Quên. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ thì lúc nãy em nghe giọng của anh thì bây giờ em gặp mặt á, thì nó cũng không có khác gì so với em tưởng tượng. Thì nhìn anh rất là hiền lành, tin tưởng, tạo cái sự tin tưởng cho người đối diện. Còn anh thấy em như thế nào ạ? Thì anh thấy em rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và giống như bạn em đó, rất muốn nịnh. Hôm nay em tới đây á, thì em cũng sơ suất chưa có chuẩn bị được quà cho anh, thì em xin phép là gửi tặng anh một bài hát nha. Hay quá. Hay quá. Em sẽ hát bài Say You Do của Tiên Tiên. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buồn lời yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Dạ hết rồi. Hay quá, cảm ơn em. Anh trai hãy nói những gì mình suy nghĩ về bạn nữ. Và trái tim mình có rung động chưa? Thì nãy giờ em anh nói chuyện với em thì nói chung là em rất là dễ thương. Từ giọng nói cho tới khuôn mặt, ngoại hình.
thì mình lên đây thì mình có cái duyên, và anh cũng hy vọng là mình sẽ có cái nợ với nhau, và anh cũng hy vọng là cái xe ở phía sau sẽ không còn trống nữa. Rồi, hay quá, dễ thương quá. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Cát Tường nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Hai em nào hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi nào. Bạn gái đúng như em gái nói đó, dễ cưng ha, đáng yêu làm sao đó. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Chúng ta có thể đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tìm hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn nha. Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt, không nhậu, không thuốc lá, không cờ bạc. Rồi em thì biết nấu ăn, và tất cả những việc của phụ nữ em biết làm. Em là một người sống tình cảm cho nên là em rất là dễ bị xúc động, dễ khóc. Mời bạn nam. Ngồi với ai? Mời bạn nữ. Mời em gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phùng Thị Phương Thảo, em 26 tuổi, công việc của em là điều dưỡng. Hiện tại em đang công tác tại bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ em ở Củ Chi chị. Củ Chi. Thảo 26 tuổi làm điều dưỡng ở Bình Thạnh. Mà bạn trai? Em tên là Đoàn Tiến Vương, năm nay em 32 tuổi, em là dược sĩ, hiện là trình dược viên ở quận Gò Vấp. Quê em ở Khánh Hòa. Hay quá, cũng là cùng ngành nghề ha. Em có những cái ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt, không nhậu, không thuốc lá, không cờ bạc. Rồi em thì biết nấu ăn, và tất cả những việc của phụ nữ em biết làm. Có tật xấu gì không? Thì em chỉ dễ ngủ với lại ngáy. Ngáy lớn không? Nhà nói thì chắc em là ngáy lớn á chị. Anh ngáy lớn lắm hả anh? Điều dưỡng lo rồi. Về phải điều dưỡng ngáy là mệt. Có cách nào trị bớt ngáy không em? Có chị. Tại có một cái mẹo nằm ngửa ra thì mình sẽ ngáy, mà làm mình nghiêng thì nó sẽ không ngáy. Mà em ngủ em hay nằm nghiêng ngửa về bên trái vậy. Vậy hả? Nằm có điều dưỡng đây sợ gì. Rồi em gái, khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em, tại vì em là một người sống tình cảm cho nên là em rất là dễ bị xúc động, dễ khóc, hít thở thật sâu. Trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em trải qua 2 mối tình, hồi còn sinh viên thôi ạ. Cuối cùng cách đây cũng là 6 năm rồi ạ. 6 năm vừa qua tại sao không có bạn trai? Do công việc của em thì chỗ làm ở bệnh viện thì đa số các chị điều dưỡng là nữ thôi. Có bác sĩ nhưng mà người ta cũng có gia đình hết rồi. Nhà em ở Củ Chi, sáng em đi rồi chiều về là tới chiều rồi. Không có cơ hội tiếp xúc. Thì hy vọng ngày hôm nay tìm được một nửa của mình ha. Dạ em cũng hy vọng. Bạn trai, bạn mới mối tình rồi em? Dạ em thì tính ra em ở Sài Gòn này là 14 năm. Thì cũng hết là 8 năm yêu đương thì cũng hết 3 mối tình. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Cuộc tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ cách đây cũng 1 năm chị. Cũng quen nhau trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà Trang á chị. Vậy thì cũng có đang bạn quen hò đó ha. Sao chia tay? Em thì rất là chiều chuộng bạn gái, nhưng mà nhiều khi chiều quá thì bạn ấy sẽ nói là mình nhu nhược, không có chính kiến. Tại vì mình thương thì mình mới chịu được như vậy, chứ không phải là lý do là gì hết. Đó là lý do bạn gái chia tay. Chưa hợp, chưa đủ duyên. Thôi bỏ qua chuyện cũ ha. Bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dạ mong muốn của em là tìm người bạn trai là chiều cao khoảng 1m65, tính tình thì không gia trưởng. Nói nhiều một chút xíu, có tính hài hước. Em không thích là bạn trai để móng tay dài, nói chung là nhìn bê bối. Em không thích cái đó. Có để móng tay dài không? Hồi tôi qua kiểm tra nha. Có móng chân dài được không? Rồi em cao mét mấy? Dạ em chắc 1m60 gì rồi. Rồi 60 là thiếu 5 phân rồi được không em? Tóc anh có vuốt keo lên không anh? Tóc mình không có vuốt. Có đầu vuốt. Nói chung vuốt nó cũng lên. Cũng không nhiều lắm. Xong cảm em. Trời dạ, ơi. Dạ. Tụi người ta tốt với mình, ta thương yêu mình được rồi. Dạ, em nghe chiều chuộng là em thích rồi. Rồi, bạn trai muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Chỉ cần một người thương yêu mình là được chị. Tại vì thương yêu thì có thể làm được tất cả những cái gì khác. Đúng rồi. Anh quan ơi, quan trọng không phải là hình dáng mà là trái tim. Dạ. Chào chị. Nói cao bao nhiêu? Em 1m6. 1m6 hả? Dạ. Vú keo cũng không được ha. Thôi không sao. Dạ. Mình phải gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Mình phải chăm sóc bạn gái mình trai mặt rồi. Kỹ vô. Dạ. Nhưng mà nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Cũng tình cờ như hôm bữa là
em đi uống nước thì có một ông thầy, nói chung là ông nói em là đã ba cuộc tình, thì nhà em có bao nhiêu người thì ông nói hết. Rồi ông nói thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm là sẽ có vợ. Dạ. Ủa, cuối năm nay hoặc đầu năm sau đám cưới được không? À, dạ thưa chị, là em cũng đi coi thầy rồi. Một là năm nay hoặc là hai năm sau ạ. À, anh ơi, một là năm nay, hai là hai năm sau nha. Phải là một trong năm nay. Dạ. Còn không là hai năm sau. Chứ còn mà đầu năm sau là không phải cô này cô dâu rồi nha. Dạ. Hai người đi coi thầy hết hả? Không, em thì tình cờ chứ em không có đi coi. À. Ủa, em có trang điểm hả? Dạ, thì cái này là có... Tại vì nói là cái chân mày em thì nó rậm nhưng mà nó ngắn. À, là coi thầy luôn đó hả? Không, mẹ em nói là kêu ấy đi cho để coi thử đường làm ăn được có được tốt hơn không. À, làm bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng gần một năm. Là thấy tốt hơn không? Dạ, thì thấy nó cũng có tốt hơn nhưng mà nó tốt quá không thì em chưa biết, không phải thời gian. Rồi, bây giờ lấy nhau về là mình làm dâu không em? Dạ, nhà em thì không có làm dâu, công việc của em thì làm ở đây thì nó sẽ tốt. Rồi. Còn ba mẹ thì có kêu vô cũng không chịu vô. Rồi, thôi anh được ơi, rồi. Không làm dâu nhưng mà vậy làm rể được không anh? Ờ đó, làm rể được không? Được em, tại vì nhà anh ba người con trai lận. Ba má chưa mà nội bắt. Dạ không, có mẹ em, chứ mẹ em. Trời ơi, bắt rể nuôi mệt lắm em ơi. Bây giờ mình hỏi thử coi bên đây có cho bắt rể không nha. Đàn gái đại diện ơi. Chị hôm nay em đi với mẹ em, với mợ, với chị đồng nghiệp. Rồi. Bạn thân từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi, mời đại diện đàn gái. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Phương Thảo. Thì nói ngay Phương Thảo thì đi làm suốt à, về tới nhà thì phải 8-9 giờ đêm. Tại vì để Thảo còn phải học thêm nữa. Chỉ dụng cái nước là chỉ không biết nấu ăn. Cái gì cũng mẹ lo hết luôn á. Nên là nó là con gái út ở trong nhà nữa. Nên là cha mẹ hơi cưng tí xíu. Nhưng mà vụ bắt rễ này con à, bắt rễ chứ mà. Tùy nó thôi, hẹn giờ nó muốn ở đâu cũng được hết. Rễ này bắt về được không? Đó là tùy nó thôi chứ giờ cũng không biết nữa. Về nhà có chỗ ở không cô? Có chứ. Củ Chi mà. Ở Củ Chi. Dạ cũng ra đất đai rộng rãi. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Có đúng làm vườn gì không? Nhà chỉ chăn nuôi thôi, không có làm vườn. Nuôi gì cô? Nuôi bò với nuôi heo. Rồi về thích nuôi bò nuôi heo. Dạ thì cái đó thì con làm cái gì cũng được hết. À, được rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với lại hai em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Cường, là em ruột của anh Vương, cũng là đồng nghiệp trong công ty. Chị gái bên đây thì em thấy cũng dễ thương. À, chị không biết nấu ăn thì có về ảnh nấu cho chị ăn. Trời ơi, hay quá. Nó chọn thì ảnh nấu đồ ăn cho tụi em. À. Ảnh thì rất là chịu khó. Thấy không, em trai đẹp cũng trai không em? Đẹp trai không? Chơi đẹp. Ảnh đẹp như vậy luôn á. Được không? Mà cặp đôi này em thấy hợp không? Thì em thấy hợp, cũng mong hai anh chị cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ tôi qua tôi coi coi đàn gái có phong thủy hợp với đây không? Ha? Ôi em gái, em chào. Dễ thương quá. Em hình dung anh này sao? Dạ 1m60 cũng hơi tròn người. Không có tròn. Không có tròn. Ừ. Một người sạch sẽ nè. Tại nãy em nghe vụ chân mày, chắc là rất là quan tâm đến ngoại hình đúng không anh? Tóc, tóc. Thôi, chuyện tóc bỏ qua đi. Anh đôi khi mình cũng muốn cũng không như ý muốn đâu. Đúng em. Đúng xài á anh. Đúng xài. Dạ vậy được. Nói chung là tóc anh đẹp hơn tóc anh vậy đó. Dạ. Vậy đi. Anh thấy rằng là anh bên đây cũng thật tình ha. Em gái bên đây là phải nói kiên nhẫn, chăm sóc bệnh nhân nữa ha. Điều dưỡng là tốt lắm. Thôi, anh thấy hai bên hợp đó nha. Hợp cho gặp nhau đây Linh ơi. Mình mở rào đi. Dạ em chào anh. Cảm ơn quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Dạ à, trước khi biết gặp anh là em đã mua món quà này sẵn rồi. Dạ. Khi này gặp anh là nó là của anh. Rồi cảm ơn em. Quà gì vậy em, mở ra coi nó cái gì. Dạ một cái ví vậy. À ủa chị thấy bạn trai đứng cao mà sao em đứng lên em đo với bạn trai coi. Dạ thì em chỉ nói là em 1m6 nhưng mà em là 65. Dạ đúng rồi, anh là hơn 1m6 luôn rồi. Vậy sao tự nhiên mắt mới khai lùn xuống chi vậy ông? Sợ cái lỡ lùn hơn cái thì cũng đỡ chị. Thử lòng bạn gái mà. Sao ông đã khai đại nhiều tóc đi. Cái là em ở Bình Thạnh luôn. Em ở Củ Chi anh. Không, ý là em ở là từ Củ Chi sáng chạy xuống. Dạ từ Củ Chi sáng em chạy xuống chiều em về. Sao thế? Dạ nếu có bạn trai thì khác. À. Dạ có bạn trai thì đón em mình. Dạ đúng anh rồi. Thì anh ở ngay Lê Quang Định á. À Lê Quang Định anh. Dạ kế bên luôn. Dạ kế bên luôn. Anh nhớ em tên gì không?
Em tên Thảo. Dạ. 26 tuổi. Dạ. Em nhớ tên gì không? Dạ, tên Phương. Dạ, nhớ. Mỗi buổi sáng là em thường đi ở trên đó, em đi mấy giờ mới xuống tới đây được? Dạ, khoảng 5 giờ rưỡi ở nhà em xuống anh. Dạ. Thế ví dụ như nếu mà mình hẹn hò thì sao anh nhỉ? Nói chung là thời gian em có thể chủ động sắp xếp được. Hẹn cô chia hay hẹn thành phố để biết đường anh còn chạy. Hẹn bệnh viện nó cho nó gần. Ông bướu đó anh. Ý là ví dụ như hẹn Củ Chi thì sắp xếp là chạy lên Củ Chi chứ không phải là chạy luôn. Em thì làm việc giờ hành chánh, có trực đêm nữa, nhưng mà mỗi tuần một lần thôi. Dạ. Còn những ngoài giờ hành chánh thì 4:30 em được tan ca rồi, thì lúc đó anh muốn hẹn hò thì coi như 4:30 tan ca thì bạn này tan ca qua chở đi ăn đi uống đi chơi coi phim gì xong luôn rồi mới đưa về Củ Chi. Khuya dạ. Mình đưa về rồi mình chạy về mình. Dạ. Dạ giống như anh tưởng tượng thì em được bao nhiêu phần trăm trong dự định của anh ạ? 80. Còn chủ yếu là ví dụ như hai người mà nói chuyện hay là cái gì đó có hợp hay không. Thực ra thì ba mẹ hay với nội thì cũng muốn là có cháu dâu. Thầy bói người ta đã coi cuối năm là phải cuối năm, còn không là phải 2 năm nữa đó. Thầy có coi nói vậy nhưng mà chừng khoảng 1 tuần sau thì được chương trình gọi lên cấp tin. Thì thành ra mình cũng nghĩ đó là duyên. Nên mình cũng muốn cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu, nếu mà duyên đó có thì mình tiến đến. Dạ, em cũng hy vọng là mình đến đây thêm một cái duyên rồi, còn có nợ hay không là do mình thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cô gái cũng rất là thông minh, chín chắn đấy. Tất cả chúng ta có quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tay hợp lý nha. Hả? Cảm giác sao em gái? Tay lạnh hả? Em trai cảm giác sao? Ấm hả? Người ấm người lạnh. Dạ. Hả? Bây giờ thì hỏi xin phép mẹ lại coi. Xin phép mẹ một lần nữa coi là xin phép cô thì cho con được hẹn hò để tìm hiểu nhau với Thảo. Rồi xin tiếp thêm miếng nữa đi. Cô xin phép cô đi kìa, hôn nhau kìa. Xin phép cô. Làm như không con nữa. Không đâu bên đây vậy. Má đi. Nào. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Hoàng Đức Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là dạy nghề sơ cấp, ngành sửa chữa laptop. Quê bạn ở đâu? Quê gốc bố em là ở Nam Định. Em sinh ra từ nhỏ tới lớn ở đây. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em đây quê ở Tây Ninh. Vui vẻ hoạt bát, tính tình dễ thương. 24 tuổi mà chưa có người thương, cho nên em mới tìm đường đến đây. Nói hoài người ta bảo nói nhây. Em xin ngắn gọn như vậy thôi nha. Tên em không phải loài hoa, cỏ xanh thanh thảo mới là tên em. Mọi người thấy thơ có được thì cho em xin chèn pháo tay. Bạn có mấy mối tình rồi? Thực ra là chưa có mối tình nào. Chỉ có điều là mình cũng có thương người ta, nhưng mà cũng tìm hiểu nhưng mà thấy chưa có phù hợp. Có phải bạn khó quá không? Không, sợ mình dấn lấn sâu quá rồi đến lúc mà mình cảm thấy không phù hợp mình chia tay thì cũng tội người ta. Cho nên là em tìm người đúng ý thì em chỉ như vậy thôi. Bạn nữ nói kỹ hơn chút xíu về công việc của mình. Dạ hiện tại thì em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em thì được mọi người đánh giá thì cũng vui vẻ, tốt bụng, em cũng biết nấu ăn, thích làm bánh, lâu lâu cũng có ga lăng xíu. Ga lăng là sao? Tại vì em thấy có nhiều bạn ví dụ như mà làm trên đồ nặng không nổi hay gì là em thường hay lên giùm. Rồi coi men dữ vậy? Em cũng hơi bị men. Vậy điểm yếu của mình là gì? Cũng có cái bệnh hay lâu lâu hay bị tái phát nên giờ mình làm biến. Với lại em mà bực bội thì em dễ nổi điên lắm. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ nếu như em nhớ không làm mà tính tới bây giờ hình như là cũng chưa có. Chưa có? Lý do tại sao chưa có? Hồi đó đi học thì em không có nghĩ tới cái chuyện yêu đương, cứ lo học thôi. Với lại ở nhà thì có bà chị yêu sớm hay bị đau quýnh nên em không dám yêu. Xài cô giáo dạy. Còn sau này thì tính em lâu lâu cũng hơi trẻ con, thích mặc những cái trang phục mà cũng hơi dí dỏm xíu. Nên bạn em cũng nói đùa thì mấy bạn trai không dám cua, tưởng chưa đủ 18 tuổi. Bạn thật sự muốn có bạn trai, muốn lập gia đình chưa? Thì em cũng muốn bạn ấy sẽ là tình đầu cũng là tình cuối của em. Rồi, bạn nam với những cái chia sẻ của bạn nữ, bạn thấy như thế nào? Có hơi chút làm biếng đó. Dạ nếu mà làm biếng thì em làm hay sao vậy?
Có làm việc nhà được không? Dạ được. Nấu cơm, nấu ăn gì được không? Dạ không, em không nấu được. Nhưng mà mấy việc như rửa chén mà... Bạn Nam có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì thật ra là không có sở trường. Ví dụ như là về ca hát là gì là không có sở trường đó. Cũng hơi nóng tính. Bạn mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái thì nhẹ nhàng, người thật thà, trách nhiệm với gia đình. Về ngoại hình á? Cao trên 1m55. Ừ, vậy thôi. Vậy thôi. Bạn gái bên này chưa có mối tình nào, bạn nghĩ sao? Thì bên đây cũng chưa có mối tình nào. Nói chung là cái này không có kinh nghiệm nhiều. Bạn muốn một người bạn trai có ngoại hình như thế nào? Ờ, ngoại hình không quá ốm, không quá mập. Để anh Hoàng xem như thế nào. Để xem nha. Rồi, chào bạn. Chàng trai bên đây có vẻ hơi nhút nhát, không có kinh nghiệm về tình trường dữ lắm. Em có sợ gặp người đàn ông ít kinh nghiệm trong tình yêu không? Cái vấn đề là em cũng không quan trọng lắm. Thì mình ít kinh nghiệm thì mình từ từ mình quen xem mình có kinh nghiệm. Em có những cái điều gì mà em không thích, em có thể chia sẻ với bạn trai để bạn ấy rút kinh nghiệm. Dạ thì em không thích bạn trai là hút thuốc, nhậu nhiều quá. Đặc biệt là em ghét nhất ở bạn trai là khi đi chơi với bạn gái mà hay mang dép. Giống như kiểu như nó không lịch sự. Mang gì bạn vậy? Không ăn dài. Mang dép đâu có sao đâu, nhiều khi mang cho nó thoải mái mà. Thì ví dụ mình quen lâu quá rồi thì không sao. Còn nếu như mình mới quen mà mình đi chơi với nhau mình cũng phải mặc đồ gọn gàng lịch sự xíu. Ừ. Em không thích tôn trọng nhau đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Em thích con trai hơi lãng mạn. Lãng mạn ha. Lãng mạn. Cái này quan trọng đối phụ nữ lắm. Em có lãng mạn không? Cái đó em không biết nữa. Em không làm biết hả? Kỹ thuật. Kỹ thuật làm... hơi khô khan quá hả? Đúng rồi. Em nghĩ xem một cái tình huống nào đó mình tổ chức trong đầu đi. Làm sao để cho bạn gái thấy lãng mạn nè. Em thích cái tổ chức cái cầu ánh sao ở quận 7. Được không được là sâu xuống hồ luôn. Được đâu đó. Thôi giờ đi. Sinh nhật bạn gái em tổ chức là như thế nào? Chắc dẫn đi ăn rồi chứ. Sao nó bình thường vậy? Ngày thường cũng dẫn đi ăn vậy. Sinh nhật phải có cái gì nó lãng mạn hơn chứ. Nhưng mà lãng mạn là bạn lãng mạn sao thôi. Đó coi, hỏi tôi hỏi ai? Ai đi cô gái? Chưa nghĩ luôn hả? Chưa nghĩ được. Đó, cái đó rồi, phải học anh Linh nha. Rất lớn. Ha. Rồi, thôi chút được nữa rồi. Dạy. Để từ từ ngồi nghỉ đi chút xíu mà qua mình hứa với bạn kia. Cao nhiêu? Dạ, cao 1m77. Được, bên đây chuẩn là 1m70. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay quên. Ví dụ như em mà gặp một người một lần em không nhớ. Hoặc là hay để quên đồ à. Trước khi kéo màn lên đây hai anh em bàn nhau coi tính sao vụ lãng mạn nha. Rồi, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Rồi chào bác, con trai bác hiền quá. Quyền Linh với chào. Dạ chào cô. Nếu mà nói mà để mà kiếm một người chồng mà chuẩn mực á thì bác không nói thêm hay nói bớt gì. Hiền là rất là ok. Dạ. Rất là ok, tại vì nó tính tình, nó tính cách với lại cái phong cách của gia đình là như vậy. Dạ. Còn nếu mà đòi hỏi mà để mà lãng mạn, để mà tình tứ mà nói chăng hoa thì không có. Kể cả cái gia đình bác cũng không có những cái chuyện đó nữa. Phụ nữ bây giờ á, trong cái cuộc sống hiện đại thế này cũng cần một chút lãng mạn nào đó. Nhưng lãng mạn trong khuôn mẫu, lãng mạn theo như mình hiểu, theo như Quyền Linh nói, lãng mạn là ví dụ như đi cà phê, cà pháo, hay đi ngắm trăng, hay đi du lịch. Dạ. Hay là đi chơi, hay đi Vũng Tàu, Mũi Né vậy đó. Dạ, lãng mạn okay. Mà thực tế hả bác? Nó thực tế chứ. Dạ. Đừng có nói mà lãng mạn là anh phải tặng cho em những bó hoa này hàng tuần, anh sẽ này kia thì hơi bị khó. Tại vì với một công việc của nó rất là thực tế. Dạ, cái đó lãng phí. Đúng rồi, công việc của nó rất là thực tế, làm ra đồng tiền không phải dễ. Để dạ. Mà làm những cái nó không phải đại gia. Dạ, con cũng thích vậy á, con thích không thích ai tặng quà con, đặt con quà thôi. Nhưng mà chủ yếu là bản chất của gia đình là nghề nghiệp nó phải vững, cuộc sống phải ok. Dạ, vấn đề lãng mạn thì con không nghĩ là phải cần giống như là thường xuyên tặng hoa giống như cô nói thì mình cần. Nhưng mà lâu lâu rồi mình làm cho không, cái... Nó không làm được chứ, thì Biểu dạ. Nó làm nó không làm được chứ. Kể cả nay Biểu nó đi mua bó hoa, nó trời mua gì, tìm hoa mệt quá, không biết mua sao nữa, nó không biết đâu. Nói chung là rất dở. Cũng Dũng như đi ăn thì thằng này ok lắm, ăn tiệm nào ok lắm. Dạ, hết vậy được rồi bác, có thực mới vực được đạo. Có thấy cô gái bên kia như thế nào? Nếu mà đúng về thì để nói như thế nào thì bác không có quyền xen vào cái chuyện tình cảm của hai đứa đó. Nhưng mà khi đã lên tới đây thì hãy cố gắng cho nhau một cơ hội. Dạ. Cơ hội để làm gì, thí dụ như tìm hiểu tới được là một cái tốt. Còn không được nữa thì hai đứa vẫn làm bạn tốt được mà con. Dạ rồi, cảm ơn bác ạ. À, bạn gái mình đi với ai? Mình có ai? Dạ em đi với chị họ với lại mấy bạn. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em thấy Thảo cũng khá là... chỉnh chu rồi tính tình thì hoạt bát với lại vui vẻ nữa anh. Nhưng mà Thảo có hai tính trẻ con thì không biết là anh có chiều bạn gái của mình được hay không. Chiều được không? Được, anh này chiều được. Nhìn thấy ảnh hiền lắm. Cảm ơn hai cả nhà nha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nói chứ cũng cần một chút xíu lãng mạn nào đó nha.
Bạn thấy mình sao? Tướng thì chắc phải ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Là anh cao hơn gì em nghĩ. Thì anh cũng đẹp trai. Nhưng mà nhìn cái nhìn mặt anh vui tính mà sao em không nghĩ là tính anh lại trầm tính như vậy. Không, tính anh trước giờ nó vậy. Khi nào mà quen á, quen mà lâu lâu á thì anh mới tự nhiên được. Chứ mà mới gặp thì ai cũng anh nói anh vậy. Cái bản phần này thì như anh cũng giống em như cái phần đó. Thì mới đầu gặp thì ai cũng nghĩ em là em khó gần. Thì sau khi mà quen thân rồi mới biết là em nói nhiều tới cỡ nào. Tính anh thì khá nhiệt tình. Khi mà công việc hoặc là chơi thì rất nhiệt tình. Anh nói anh khó tính ở chỗ là giống như anh làm là làm mà chơi là chơi. Thì anh có nhận xét gì về em? Em khá xinh xắn. Với lại anh nghĩ em là người khá lanh. Có vẻ rất là chủ động. Anh với em mà hẹn hò thì em muốn anh dẫn em đi đâu? Thường thì á, em không quan trọng chỗ mình tới. Em chỉ quan trọng là người đi chung với mình là ai thôi. Thì đi bất cứ nơi nào thì vẫn cần có người đó thì đều là chỗ có thể hẹn hò được. Em sẽ tặng bạn gái những món quà như thế nào? Mình phải xem là bạn tâm lý bạn gái là thích cái gì mình sẽ tặng. Em thường thích những cái gì đó thiết thực thôi anh. Chứ em không thích hoa đâu. Hoa để chân rồi cũng để bỏ à. Cũng hên quá, anh mua gấu bông. Tưởng quên luôn rồi chứ. Quên. Bởi vì cái gì? Bởi vì em nói là em hay quên. Đúng ra là anh phải nhắc em. Trời ơi. Đúng ra đó. Anh đứng đó làm gì không nhắc người ta. Trời ơi. Đi cưa gái mà bắt tôi đi em nhắc nữa. Đâu rồi gấu bông đâu rồi? Em xin gấu bông. Trời ơi. Lo vô thôi. Cao không? Nó cao dễ sợ không? Dạ. Cao quá. Chắc hồi xưa giờ không có tặng ai nữa, quên à. Rồi, một câu nào đó để tỏ tình với nhau, để thuyết phục nhau. Hôm nay mình đến đây là cũng có duyên. Anh hy vọng là sau chương trình này chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Thì em đã đến đây thì em đã muốn cho mình một cơ hội rồi. Mong là sau này mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Cảm ơn. Hết thời gian. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, có 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Cặp đôi này đúng là rất là hiền đây. Nào hãy nắm tay nhau. Cảm giác như thế nào? Lạnh quá hả? Bạn Nam cảm giác như thế nào? Trùng quá chị ơi. Cả hai người đều là mối tình đầu và hy vọng là mối tình cuối luôn nha. Ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại cà khịa với mọi người. Cũng là hay đi soi mói. Trời ơi. Em mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. Lên, sực lên, nóng tính quá mà. Vớ được Kali, xèn một cái. Kali nó rất là bục. Rồi con em né được không sao? Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Rồi. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Kính chào hai idol, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào anh người lạ. Chào người lạ ơi ạ. Chào người em. Người lạ ơi, dạ. Cho tôi mượn rồi bà em giới thiệu đi nào. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Pha, hiện tại là 28 tuổi. Và em đến từ Long An, tại là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử, dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước à. Là quốc lộ 50 đi xuống đó ha. Dạ đúng rồi. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha, Pha đó hả? Dạ. Xăng Pha nhớt. Ủa? Pha của từ Pha sáng đó, chị. Từ Pha nó sáng lên á. Em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ ưu điểm của con ở đây là sạch. Với lại là con có cái tính là hay vui lắm. Nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà cứ lợi dụng nó sơ hở là dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giả cái dây đùi non nó xong nó đau quá nó dí lên quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Dạ cũng hay đi soi mói. Rồi.
Không phải là nhìn mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá, hoặc là chỗ này bẩn quá, gọn gàng ngăn nắp lên. Chăn mền mùng mền con này 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội, rít quá là ngủ không được. Đi làm về mà được ra trực là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã. Mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. Liền sực lên, nóng tính quá mà, nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà em mà cãi lại chị một cái là vỡ được cái ly, xèn một cái, cái ly nó rớt cái bụp, rồi con em né được không sao? Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Rồi chàng gái xinh đẹp. Nóng quá không tốt đâu ha. Họ nhịn riết á, rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chấm thớt đó đúng không? Không phải nóng trong kềm hoài là phải có chỗ xả, thì thường là lúc đi về nhà. Cho nên là cái người chồng là phải hiểu thông cảm và phải chịu đựng. Rồi. Vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao xa pha? Pha thấy ổn không? Sao em thấy đổ mồ hôi quá. Ai bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm, hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người. Có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Ê, tốt rồi. Vậy là khỏe rồi, đâu có quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019. Cũng lâu rồi. Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận, em thở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp truyền hình số mặt đất luôn, rồi cũng có lắp wifi. Thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông. Nói chung trải nghiệm cũng nhiều. Dạ. Cuộc sống các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta hỏi đó, ta bên đây ta tò mò nè. Dạ em nghĩ là còn. Còn gì nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn. Chứ không phải còn zin mà còn trong thùng rồi, khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị xét đúng không? Dạ. Em nghe không, em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ. Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết. Cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em em cũng vậy hả? Trời dạ. Ơi. Rồi đập qua đập lại rồi. Hết rồi. Chuyện tình duyên của em sao? Con này chị trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực, thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang say ke. Con mấy bé kêu là nè, hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhắc. Xong rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà hỏi trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc loè loẹt á vậy. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sao muốn tay không chị? Không luôn. Ủa sao muốn tay ta điều dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy con người ta sao muốn tay 10 ngón. Người ta sơn đủ 10 màu luôn á. Em thấy em sợ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi. Cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích, còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á. Mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan cái ly đó gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Ừ, em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học võ mà anh dùng võ khi ghen mà. Nhưng mà em thấy học, sợ. Học võ không phải là để đánh ghen hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học võ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được. Em có hình mẫu gì nè? Hình mẫu của con là không hôi, không hôi, không hói.
hỏi sơ sơ như chú Quyền Linh thì cũng được á. Hỏi sơ sơ như chú Quyền Linh là chấp nhận được. Yeah. Em đầy đủ những cái đó là không có có hả? Không có những cái nói đó cho nó rõ. Nói em đầy đủ. Kêu ta giật mình. Không có những cái không hô cái đặc điểm đó. Ờ đó, không có được. Tráng cao thôi à. Ừ. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp 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 đi giày luôn. Rồi. Đi giường sạch luôn. Sạch luôn. Đó, ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Dạ. Mày đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai á, thì về cái hình thức bên ngoài á, thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha, tôi thấy cô dễ thương, hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô. Bây giờ mình thấy là nên mở rào đi. Ok, rồi mở rào. Bắt đầu đi Pha. Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây là mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà, khá là gọn gàng. Em có thích đi chơi, đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi, về Long An, về Long An liền. Yeah. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến nơi mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. Em biết nấu món ăn nào về miền Tây không? Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Ồ. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dằn tròn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không quang thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ được. Đó thấy chưa, hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được ôm. Rồi đó. Đó rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi, ấm quá cô ạ. À. Có mùi không? Dạ chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không, rồi cái là mình quyết định bấm nút luôn. Thấy chưa, nó ông nôn dữ lắm rồi. Bây giờ ông bây giờ là ông chỉ muốn ôm chặt luôn. Đó, đó. Rồi. Đó. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con.
anh cứ bấm nút đi, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được ha? Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai với anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Hùng luôn. 3, 2, 1, bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thấy hai người được quá. Được. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc, hôn nhau, hôn hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng và muốn tập thùng dữ lắm rồi. Em trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa, ôm nữa, ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Thôi. Hôn môi không? Thôi. Làm luôn. Ôm gọn chân nội ơi. Cứ ôm thế, tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Chính thức thì chưa có, chỉ có lấy tình mà đâu ghi đấy. Về tính cách là em thuộc dạng là vũ cả. Yêu xa càng tốt đi đó, yêu xa ít có quản. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, mời quý vị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Xin chào đồng chí. Rồi em giới thiệu về mình đi em. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Linh. Em tên là Quỳnh Hiền Thúy Diễn. Em đến từ Quảng Ngãi và đang công tác làm việc ở Hồ Chí Minh. Tên lão ha, Thúy Diễn. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 25 tuổi. Dạ em là giáo viên. Giáo viên mình đang dạy ở đâu? Dạ em dạy ở Tân Phú ạ. Rồi mời bạn trai. Trước tiên thì em xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ phía bên kia khán giả, cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vào Nồi Nào Xuống hôm nay. Em từ xin giới thiệu, em tên là Hoàng Anh Phi. Tên ấn tượng nha. Em sinh năm 1992 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và hiện tại đang công tác tại Trung đoàn Không quân 95 sân bay Biên Hòa. Nhiệm vụ em làm gì? Nhiệm vụ của em là một sĩ quan thông tin chuyên bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc cho một Trung đoàn Không quân. Em trải qua mấy mối tình rồi? Sâu sắc nhất thì em nghĩ là hai mối tình cuối cùng của em chắc cách đây chưa cuối cùng đâu em, mối tình này mới cuối cùng nè. Mối tình gần đây nhất, gần đây nhất, gần đây nhất là cách đây cũng phải gần 4 năm rồi. Nhưng lý do tại sao chia tay? Bọn em cũng là quân nhân thì cái thời gian dành cho nhau nó khá ít, thứ hai nữa khoảng cách địa lý. Em còn học đại học ấy, thì em học ở Nha Trang, còn người yêu của em thì đang làm việc và công tác ở Sài Gòn. Rồi bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì chưa có. Chưa có. Chỉ có mối tình mà rau ria thì đấy. Rau ria là sao? Người ta thích em. Rồi xong rồi họ không thích em nữa thì em quay lại người thích người ta. Sao em ngộ vậy? Lúc người ta thích thì em không thích, người ta hết thích thì em thích. Tính em mà hay nhanh chán lắm. Nhanh chán về gì em? Dạ chị thích chơi bạn bè thích hơn. Vậy bây giờ có muốn kiếm bạn trai không? Đó là quá khứ đó chị. À quá khứ em phải nói rõ để anh bên kia anh hết hồn. Giật mình. Bây giờ là hiện tại muốn lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa. Chị muốn yêu thôi. Bao lâu giờ muốn lấy liền đâu được. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng năm. Vậy hợp lý rồi. Tự nhiên em quốc chưa các chị muốn. Em có ngại khi quen một anh quân nhân như vậy không? Từ nhỏ lớn là em chỉ thích công an, quân đội. Nhỏ có đi thi. Ủa vậy hả em á hả? Nhưng mà không được. Như vậy là hợp phải không? Chứ nhiều người nhiều khi nhìn thấy anh quân nhân cái thấy anh nghiêm quá mình sợ, còn em là cười nãy giờ chỉ thấy em cười tươi lắm. Em cũng nghiêm lắm đó chứ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì con người em thích tự do lắm nên là em cũng thích người mẫu người bạn trai của em là không có quản em nhiều, mà yêu xa càng tốt vậy đó, yêu xa ít có quản. Trời đất ơi, rồi em quậy lắm hả? Không quản em quậy thì sao? Không, mình tự thích chứ chị. Có người yêu rồi mình chỉ chơi trong cái phạm vi như thế nào, chứ còn có nhiều người cứ chút nào có đi đâu em đi đâu vậy, rồi em làm cái gì, báo cáo tình hình, em thích như thế. Thích có người yêu nhưng mà vẫn muốn được tự do. Dạ đúng rồi. Bạn trai, quan điểm của cổ vậy em thấy sao? Em thấy cũng bình thường đó. Đúng rồi, cổ thích yêu xa để em khỏi quản lý cổ. Bây giờ em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Người yêu của em thì thứ nhất là người để là một người khá là vui tính, vui tính, dễ hòa đồng. Nãy giờ em thấy bên kia vui không? Thầy chị cũng thường bảo là cô ấy cười suốt. Không vui thì không cười. Thì chỉ vui thôi chứ chưa chắc mọi người vui. Nhưng mà cụ thể là em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần là một người bình thường á, không cần phải là giống ai khác. Bây giờ thí dụ như em quen cô gái bên đây, rồi em có dành thời gian cho cô gái hay không? Cô này là cổ nhanh chán lắm đó, không chơi cổ là cổ chán đó nha. Ngoài thời gian thực chiến của em ra thì chủ nhật em được nghỉ.
Còn những cái tuần nào mà em không trực thi cả cái buổi tối thì em vẫn có thời gian rảnh. À, tức là vẫn ra ngoài được đúng không? Dạ vâng. Bây giờ trước khi chị qua coi bạn trai, coi mặt bạn trai bên đó thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở người đàn ông. Đừng muốn tịch. Sao vậy? Miễn mặt nó hài hòa, duyên dáng, đẹp thôi chứ. Em đang muốn cải thiện người giống mà. À, tại vì mình tịch cái mình không thích người ta tịch. Dạ. Rồi. Em hình dung ảnh đang như thế nào? Thì chắc cũng mới giống anh như này. Cái ảnh nó khác kìa. Chắc là tướng cũng chuẩn, tại vì quân đội mà cũng cao ráo. Còn đẹp trai thì em biết thôi. Em thích đẹp trai hả? Dạ, ai ra em thích đẹp trai chị. Thí dụ em nhìn hết mấy anh ngồi dưới này nè, là em nhắm cái anh bên này nè, là giống cái tướng á. Chưa nói cái mặt nha, cái tướng á giống anh nào dưới này. Đó, anh em coi nguyên cái hàng dưới trên này nè. Cái hàng đầu tiên đó, em thích anh nào? Từ thứ hai trong ngoài đem vô. Em á, em đứng lên cho cổ coi cái đi. Đó. Anh này giống em không? Khác hả? Anh bên đây anh xin thông báo hơn anh kia về sau. Tóc anh này ít hơn anh kia. Mũi anh này bằng mũi anh kia. Rồi anh bên này cũng ngon đẹp trai lắm mà. Ồ, khác với anh kia thiệt nha. Khác nhiều. Mặt mày dễ thương ha, mũi cũng đỡ tiệt hơn bên này. Tiệt là sao? Bây giờ nếu mà được á, cô này cũng muốn một năm là đám cưới. Thì ý em sao? Khi mình thích thì mình cưới. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có gì để chuẩn bị đâu. Hả? Tâm lý là xong. Tâm lý gì, lấy vợ là phải đủ thứ nữa chứ, tự nhiên tâm lý không là sao được. Vật chất em mình thiếu mình có thể mượn được không? Mượn ai? Mượn anh em đồng đội đồng chí tất cả. Ủa cho không? Mình anh có cho mượn gì không vậy? Trời ơi sướng quá ha, trời làm trong quân đội sướng ghê vậy đó. Em có cái tật xấu gì không? Về tính cách là em thuộc dạng là gỗ cải. Trời ơi tiết kiệm nặng quá vậy. Em tìm bạn gái mà em nói em vô cảm chết rồi em. Nhưng mà vô cảm với những cái điều gì? Bình thường thì những cái gì mà em chú ý thì mình sẽ để tâm vào. Còn những cái gì ví dụ mình đi trên đường ấy, những cái gì xung quanh không liên quan đến mình thì không để gì hết. Trời đất ơi. Ví dụ mình chạy xe ngoài đường mà tự nhiên bạn gái mình có thằng nào chở chạy kế bên thì mình có để ý thấy không ta? Người vô không. Cảm thì chắc không thấy luôn á. Mình cũng vô cảm đi luôn. Ừ. Ủa sao thấy cô nào quen quen đi một đoạn nó xịt nhớ á, hết đôi vợ mình. Thì em chưa gặp này em chưa biết. Em làm chịu hoang mang rồi đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ mà chảnh hay cáu gắt ở trong gia đình ấy. Thôi để chị về chị coi cổ sao nha. Nãy giờ em nghe anh nói không em? Dạ, có. Anh hơi vô cảm. Em thì mau chán. Chị không biết cùng muốn mối tình này đi về đâu nữa. Chị lo không á? Không mà nói tính cách thì thôi. Chứ gặp tình yêu sao chuyện vô cảm được đúng không em? Rồi để anh qua xem bạn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái, xinh quá. Rồi bây giờ nãy giờ em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Hơi khô khan một xí. Ừ, thì chính vì thế mà anh mới nhờ đến bạn muốn hẹn hò này. Nhưng mà chính những người như vậy rất là tốt em nha. Nghiêm chỉnh, trung thủy, kỷ luật sắc luôn á. Trung thủy không? Không biết à. Trung thủy á. Có không? Có đó. Có không mấy anh? Có. Trời ơi, thử coi. Mà ra mắt mấy ảnh rồi mà chia tay thử coi. Chết mấy ảnh đừng nói. Ha? Dạ. Rồi, ok. Bây giờ là mình hỏi ý kiến người thân đi. Em hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với chị em với em của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là em của chị Diễn. Cho em nhận xét về anh thì cũng to con. Nhưng chị thích thì mũi anh cao rồi đó. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Cho thấy thì anh bên này là phong độ đẹp trai. Có mũi cao là cải thiện nội giống tốt rồi đấy. Hai em có bạn trai chưa? Hả? Chưa luôn hả? Mấy anh quân đội, anh nào chưa có bạn gái giơ tay lên, chưa có gia đình giơ tay lên cho các tường coi cái coi. 1 2 3 4. Nhìn hai cô bên đó nha, dễ thương lắm luôn á, mấy anh mạnh dạn lên nha. Mình hỏi Seven đi kia đi ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và bên nhà gái. Đồng chí Phi thì là một người trong đơn vị thì rất là vui tính, hòa đồng, nhưng mà theo như đồng chí ấy nói thì là một người vô cảm với một số trường hợp. Thì cái này thì gặp bạn nữ bên này thì chắc là sửa được thật. Bởi vì bên này bạn nữ rất là xinh xắn, rất là vui tính. Có thể là theo như bản thân tôi thấy thì rất là phù hợp với chỗ đồng chí Phi. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ hai bạn kéo màn lên nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. Chúng ta trò chuyện với nhau đi. Chào anh. Chào em. Trước tiên thì em lúc nãy em có thấy là em bảo là em rất thích quân nhân.
Thì bây giờ em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Thích rồi đấy. Bình thường thì anh bảo anh vô cảm thì chỉ là vô cảm với những người xung quanh thôi. Dạ. Còn đối với những người thân hoặc là đồng đội đồng chí trong đơn vị thì anh rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nếu sau này mà em là người thân của anh chắc không có vô cảm đâu. Em cũng mong vậy. Bình thường gặp người lạ anh rất là ý nói. Dạ. Phải là những người nào gọi là mình bắt được sóng với nhau ấy thì mình bắt đầu có thể nói nhiều hơn nữa và trao đổi với nhau. Có đem thiết bị ra sóng theo không? Ra thử coi có vô sóng không? Không, cái đấy là quân quân sự mình không được đi theo. Trời ơi, tôi nói đang rà sóng cảm xúc ông ơi. Nhiệt tình nó chậm quá à. Rà sóng đây có sóng chưa nè, hiểu không? Em thì em phát rồi mà không biết người ta có bắt hay không. Có nhận được tín hiệu gì chưa em gái? Dạ, sắp sắp rồi chị. Cơ hội. Anh ta coi có điện có truyền qua chưa, bắt sóng đi. Ra cái đài số mấy đó, thông báo đi. Nhìn nhau em. Em... Nhìn nhau đi. Cảm thấy như thế nào? Dạ bình thường. Anh thấy vui lắm. Nắm tay nhau chút xíu để cảm nhận coi cái dòng điện thế nào ha. Ủa anh ở Nghệ An rồi anh có ở đây anh làm việc này luôn hay có về quê không? Không, nhà anh thì ở ngoài quê nhưng mà hiện tại thì anh công tác ở đây luôn rồi. Dạ do Nghệ An xa quá. Ba mẹ em là hồi kia nói đùa là chỉ cho từ Đà Nẵng đi vô thôi, không có cho từ Đà Nẵng đi ra. Đúng là mẹ nói là gác của nào trời trao cũng đó đó. Trời trao chưa? Trao rồi đó. Trao rồi hả? Anh biết nhậu không? Bảy, xuống bảy, bấm chứ. Nhậu thì chắc chắn đàn ông thì phải biết nhậu rồi. Dạ, vậy được rồi, em chỉ biết, chỉ thích đàn ông, thích nhậu rồi. Wow. Vì về nhậu ba em được, chứ còn nếu mà không biết nhậu thì phải qua vòng của ba em nữa. Bây giờ em ở đấy một mình hay là ở người thân xong hả? Dạ, em ở trọ mình thôi. Thích đi đây thích về thôi chứ giờ có người ở chung mà nó nhiều cái lắng cấn lắm. Rồi mốt ở với chồng rồi có cơ cấn không? Dạ, chồng khác chị. Rồi nếu như đồng ý hẹn hò thì các bạn hẹn hò như thế nào? Ở đâu? Ví dụ như công viên, khu du lịch các kiểu. Em rất thích đi du lịch nhưng mình có thể đi phượt một ngày cũng được. Ý là biên hòa hay thành phố? Dạ, chỗ nào cũng được. Miễn là mình cảm thấy mình thích mình có thể đi thôi. Nếu mà sau này chúng ta có thể là tiến tới xa hơn nữa, em có đồng ý là về Biên Hòa cùng sinh sống hay không? Nếu về Biên Hòa là anh phải nuôi em đó. Nuôi thì anh nuôi được thôi nhưng mà dạ, quan trọng chứ, là chứ do công việc của em về Biên Hòa tức là em thất nghiệp đó, làm lại từ đầu ở Biên Hòa đó. Nhưng em trước kia là em cũng có quan điểm là bây giờ em không có ổn định, tức là em không có chọn nơi nào để em dừng. Bao giờ em có chồng tức là chồng thâu em theo đó đó. Nuôi nổi không em? Thì về cuộc sống anh có thể lo cho em ăn uống bình thường và cuộc sống tốt. Còn về các cái khoản khác, ví dụ như là để đời sống mình cao hơn nữa thì anh không dám khẳng định. Dạ em thì em chỉ quan niệm sống đủ được rồi. Vì dư giả thì mình chỉ sống đủ cuộc sống mình thôi, chứ còn tiền cũng đâu có chết mang lên từ đâu. Trời ơi hay quá vậy. Nói vậy thôi, nhưng mà có khó khăn thì anh em có nhiều nguồn để mượn lắm, em cũng đừng lo. Nếu em có tình cảm với anh ấy thì sau quá trình hẹn hò đấy chúng ta có thể tìm hiểu thêm nữa, tiến xa hơn. Dạ. Bạn gái thì thấy như thế nào? Dạ thì cứ theo lời ảnh đi chị. Hôm nay em gặp một đối tượng dễ thương, rất là xinh nha, mà cũng rất là dễ luôn đấy. Dù có mấy phút ít ỏi chúng ta trò chuyện ở đây, nhưng ít nhiều các bạn cũng có một cái suy nghĩ riêng của bản thân mình. Nếu chúng ta cảm thấy phù hợp, cảm thấy rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình thì chúng ta mới nhấn nút. Còn nếu không, để dành cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hiệu lệnh ta ba mà bê đếm hai anh bấm nút rồi là sao? Tự nút nó hỏng. Hai bạn nắm tay nhau đi. Rồi, hôm nay chúng ta chính thức nắm tay nhau đấy. Chính thức hẹn hò với nhau đấy. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G, trị giá 2,2 triệu, đã cài đặt sẵn ứng dụng Mocha. Khi sử dụng Mocha thì các bạn có thể chat, gọi điện, đặc biệt là xem phim và nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ giữ liên lạc với nhau nhé. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp 212 Lý Chiến Thắng, Cinebox.
các bạn có thể vào đó xem phim để có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em nấu ăn được, một cái không thích nấu ăn hơn. Nhưng mà ngon không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hai bên đã có mặt sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Dạ, chào chị Hùng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào anh bên... Anh bên kia. Anh bên kia. Em tên là Hiền, em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Em đang làm gì? Dạ, em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ, dạ quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Vũng Tàu và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9, Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị, có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền à? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng được được, đẹp trai đó. Được được phải không? Em sao anh Linh ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung mà em hát cái bài gì xìu quá vậy? Tình cảm thì mình mới đẩy tiết tấu lên. Bên đây người ta đang nói chuyện, người ta đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình, đúng không? Em là một người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ vậy, nói trời ơi trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy đấy có trước thể khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn, đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng rồi. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng ạ. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công làng trai vậy, để từ từ nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cho cũng nên là sôi với được. Cho nên là ấm hả? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ra đây, ra đây, rồi. Ra đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không? Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26? Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được nè. Mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. Thử câu rồi bé. Vậy thì thử coi. Nào.
Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm, vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi, dù cuộc đời sóng gió có mỏi mệt thì anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Cái câu chúc hạ là câu đó thôi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bấy nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng? Từ mét 9 cho lên. Để đi anh. Để anh lo. Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè. coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Một cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là anh cũng ngon ngon đó. Em yên tâm, anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy, biết nấu ăn vậy, khuyết điểm không biết nấu ăn? Không thích nấu ăn ạ. Dạ, nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu, lười đi chơi chứ có người yêu rồi, phát đi chơi hoài à. Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Bây giờ em tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe chứ nè. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên thùng nguyên kiện nha. Còn có tem nha. Của em. Em cũng xinh gái. Ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùng giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đủi rồi tóc tai dài này kia nữa. Thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Em gầy chứ đâu, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như sói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. 28 tuổi nhưng mà nhìn tưởng đâu là 21, 22 thôi à. Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe tôi nói hả, lúc ta ổn cái trạng thái cơ thể nó không có tốt á. Nó đen đuổi rồi nó ốm. Cái đó quá. Là về hình dáng thôi. Còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đuổi với cái ốm. Người ta thấy ta không yêu, ta không có, ta sợ giống. Thì bây giờ mới phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện. Hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á, thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy người ngay lúc đấy, ngay lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc đó em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai anh ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích. Thích lắm. Em ơi, nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chị ạ. Có nhiều đấy. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi? Dạ. Mối tình cũng kéo dài tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng có một gia đình nhưng người đó không đáp ứng được cho em. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Có nắm là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, thích đập lắm. Vậy em muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu của em hơi có da có thịt một tí. Em muốn thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi.
nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. Em thích anh tập, mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Cái bề ngoài của anh kiểu như là có da có thịt. Ừ. Có da có thịt, tức là mập cũng được lắm á. Em ơi, em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá, trời em thấy có gì. Ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Em 1m67 lần đó. Biết ông chưa? Ơi. 1m67 là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình. Đúng hai rồi. Bên đi. Nên em đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ em, chị em. Em trai, em họ, trời bản thân. Ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại rồi. Gia đình ạ. À? Chào đại gia đình nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ, em chào chị. Đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được á thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ, dạ. Chào, dạ, chào hai MC, chào tất cả các vị khán giả, chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ nói là nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi, cảm ơn gia đình. Trai đi với ai? Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Nhưng tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm Minh thì, không? Thì riêng về khoảng các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Minh rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai em có bạn gái. Em ấy luôn. Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái. Ở chung bây giờ lại cũng ế luôn. Hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người. Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ. Hôm đâu ra đấy trời ơi. Thì phải hỏi chứ. Hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm. Dạ không ạ. Ừ, không có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với Minh. Thì nếu mà Minh không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu mình không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Cho nên em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa? Mạnh mẽ nha, lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào quá. Cảm ơn em. Dạ. Thôi, tối nay về coi như ngủ có cái quạt mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng là em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ. Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à, cháu mời cô, mời chị cùng các em nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy.
Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy anh đang đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Liền chứ em chặn liền chứ mắc gì trời. Chụm liền không chị? Là chặn xe tại chỗ liền hỏi anh đang đi với ai. Cô nhưng này là cái gì? Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt theo. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi. Trời mắc cười quá, hỏi chối sao khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi, chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe, anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý, hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn. Thì tại làm vì em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được. Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa. Tại vì em làm biến ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2. Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Cái anh mà em cầm hai cái cặp này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng, chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình, mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân á, cháu hứa với cô rằng con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. À, ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chồng mà chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ôi. Đây. Hôn má, cái phọt mát của người ta là hôn má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông không cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hung à? Mạnh mẽ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Đập phá nè. Im lặng. Không im. Ê. Không. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả quý vị khán giả trong trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Hoài Tiến, năm nay em 27 tuổi. Quê của em là ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì em đang là một điều dưỡng tại thẩm mỹ viện ạ. Điều dưỡng tại thẩm mỹ viện? Dạ vâng ạ. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Hợp, năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là ở Hưng Yên. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9, Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Công việc của em là quản lý, chuyên về bê tông và xây tô. Bê tông tức là vật liệu xây dựng, đúng không? Vật liệu xây dựng, dạ.
Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì rất là thẳng thắn và thật thà. Thứ hai nữa là em rất là chân thành, sống biết yêu thương người khác cho với lại yêu thương gia đình. Dạ, còn nhược điểm của em thì cũng rất là nhiều. Đặc biệt là em rất là nóng tính. Dạ, nóng tính lắm luôn. Ở nhà mà em Út ở nhà mà em đâu có dạy học được đâu, chỉ là bé kế em nó dạy thôi, còn em là không bao giờ dạy được, bởi vì là sai cái là em nói tiếng một thôi, còn qua tiếng thứ hai là dạ chắc là sẽ có đập. Trời ơi, ghê vậy. Em đập có khi nào đập đồ đập đạc gì không em? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Thì cũng tốt, chưa đến nỗi nào. Còn dạ. Bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ thưa, là ưu điểm của em là một người sống và làm việc rất có trách nhiệm, rồi sống khá là chan hòa, thương yêu mọi người. Khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tính một xíu. Trời ơi, hai người nóng tính hết trơn rồi chắc quýnh lộn luôn á. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi con gái? Dạ chưa. Chưa có. Dạ đúng rồi ạ, chưa có ạ. Lý do tại sao? Thì cái lý do đầu tiên em nghĩ tới là do em cao quá. Em dạ. Cao 1m mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Bởi vậy nãy giờ vô chị nhìn chị muốn ngước lên, chị muốn mỏi luôn á, mỏi mắt luôn. Dạ. Quá cao. Dạ. Và cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là một cái lý do mà cũng quan trọng, là sau khi tốt nghiệp xong là em vào trong Sài Gòn em làm, mà em làm điều dưỡng trong một cái trung tâm cai nghiện á. Dạ đúng rồi. Thì cũng chính cái môi trường đó là nó làm cho em có một cái cảm giác là mình đi ra ngoài á, mình đi ra ngoài mình nhìn thấy người khác mình sợ. Tại vì lúc mà vô trong trại cai thì ai cũng như nhau, nhưng mà lúc mà họ cai xong họ ra là lên đồ, lên xe là chị thấy nó rất là đẹp, nhiều người đẹp trai lắm luôn, em nói thật sự là đẹp trai lắm luôn. Con nhà giàu có, nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi vào con đường nghiện. Nó làm cho em có cái cảm giác là mình sợ luôn. Mình sợ luôn, có nghĩa là đi ra đường mình thấy là ồ rồi không biết là anh ta có nghiện hay không, rồi có nghiện rồi có chịu đi cai rồi này kia hay không. Thì làm nghe em... là bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng đến dạ. Tình yêu. Nó ảnh hưởng em rất nhiều, là nguyên một cái giai đoạn nào cũng phải là 2 năm sau khi mà em vào trong cái môi trường đó em làm, thì em mới có cái tư tưởng nó giãn bớt ra. Tại vì cũng có người cai nghiện thành công chứ không phải là không. Cũng khổ tâm quá ha. Cái môi dạ. Trường làm việc cũng hạn chế trong cái tình yêu. Em gái, em muốn tìm người yêu thế nào? Dạ, mẫu người yêu của em chắc là... Chắc trước hết phải cao quá. Dạ, đúng rồi. Cao ít nhất là phải 1m7, bởi vì em là... Em bên kia, hỏi đi, em hỏi bên kia. Dạ, anh cao 1m bao nhiêu ạ? Bên đây khoảng 1m5. Dạ. 1m51 là cùng. Dạ, nếu 1m51 mình có thể mang về độn anh ạ. Không sao đúng không? Dạ. Rồi. Thứ hai nữa là không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ, tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta. Kệ đi, chị thích đẹp. Chẳng may đẹp trai cũng được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? Dạ, chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái là mình hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Dạ. Rồi, còn gì nữa không em? Anh ơi, anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Chưa thấy ai đi tìm người yêu mà hỏi anh có ma túy không? Thông cảm, dạ, người ta thông làm cảm môi trường mà. Cho em, tại vì là bệnh nghề nghiệp của em anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội. Dạ. Toàn... Tại vì em mà anh thấy ai mà lên cơn là em nhìn biết liền à. Cho nên là có gì mình nói thật anh nha. Thì em nhận xét anh nhá, không có bị lên cơn không nhá. Bạn trai bên kia, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Là mẫu người bạn gái em muốn tìm là một người bạn gái có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, nước da thì trắng. Và về tính cách thì bạn ấy là người phụ nữ của gia đình, quan tâm chăm sóc gia đình hơn là việc đi kiếm tiền, nhiều tiền. Tức là bạn ấy đừng đặt nặng cái việc kiếm tiền quá. Thì nếu em nuôi được bạn ấy thì bạn ấy sẽ bỏ bớt công việc. Dạ vâng, nuôi được ạ. À, vậy nuôi tốt. Rồi, những điều gì mà em không thích ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ mà quá nóng tính. Nóng tính, trời ơi. Càm bên ràm kia, nữa. Bên kia nóng quá. Rồi càm ràm nữa hả? Sao em gái? Ồ, dạ, sao em gái anh chào anh Quyền Linh ạ. Như người sao không hiểu nha. Dạ. Thường thì điều dưỡng đó, dạ, họ kìm được cái tính dữ lắm luôn á. Điều dưỡng là bao giờ cũng kiên nhẫn lắm á. Tại vì là khi mà em vào cái môi trường đó là môi trường em nói nó hơi đặc biệt hơn những cái môi trường khác một chút. Khi một khi mà họ lên cơn nghiện rồi á, thì là mình phải vững, với lại mình cũng không thể nào mà mình làm một cách là dịu dàng giống như ở trong bệnh viện kêu là cô ơi chú ơi rồi này kia được. Dạ, quyết đoán lên mạnh mẽ, không phải dữ dằn lên đúng không? Dạ, cũng không đến nỗi dữ lắm, nhưng mà do cái âm lượng của em nó rất là to, em nói bình thường thì coi như là em đang la người khác. Thử em la một tiếng coi nó âm lượng cỡ nào. Dạ em sợ vỡ mít anh ạ. Không sao đâu. Em ví dụ như bên đó là bệnh nhân đó. Ừ. Đó, dạ, ví dụ anh bệnh nhân nè. Đập phá nè. Im lặng. Không im. Ê. Không. Dạ chừng nói như được. Vậy thôi đó hả? Dạ. Thử rồi đó. Chứng tỏ em là một cô gái rất bản lĩnh.
thì yeah. mới làm trong cái môi trường đó, bản lĩnh và cá tính đó. Yeah, thôi. Vâng. Bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia là người như thế nào? Dạ yeah, em nghĩ là chắc là cao khoảng bằng em. Cao khoảng bằng người. Em. Đây là chị Cát Tường. Giò cẳng cũng dài ha, cũng được, không đến chị nổi. Ơi, chị nhìn giùm em có bị hói không chị? Hói nguyên đầu luôn em ạ. Bớt cái tiêu chí xuống một chút. Bây giờ nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Cỡ tầm khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa. Dạ. Bây giờ quyết chí lấy vợ chưa? Dạ quyết chí ạ. Dạ. Thích con gái không? Dạ thích chứ ạ. Nhằm mê gái. Mê gái, được. Mê nhưng mà đừng mê quá anh nha. Em cảm nhận bạn nữ bên đây là như thế nào? Qua những gì mà em vừa mới được nghe bạn chia sẻ thì em nghĩ bạn này khá là mạnh mẽ, cũng hơi cứng rắn một chút. Rồi, ok. Chị nghĩ là được kiếm được một anh mà cao cao tương đối. Ủa em cao mét mấy, bảy mấy? Dạ 78 á. 78 quá dữ luôn, trời, để dành cho em. Không nắm bắt được cơ hội là coi như thua. Dạ vâng ạ. Cỡ nào bằng mọi giá, phải chinh phục được anh ấy. Thôi, hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi cùng với người bạn học cùng đại học em ạ, Đoàn Sái Ca rồi. Đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi. Dạ em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thương, bạn đại học với lại bạn Hợp ạ. Thì em xin phép có một đôi lời nhận xét về bạn Hợp. Và bạn Hợp là một người sống rất là hòa đồng, tình cảm và người sống là rất là có trách nhiệm. Còn về bạn gái bên đây thì theo như em cảm nhận thì em thấy bạn là người rất là xinh gái và có đôi chút là dịu dàng, chứ em không nghĩ là nóng tính. Và nếu như mà em cần một người chân thành thì đúng bạn của anh rồi, bạn của anh rất là chân thành. Và bạn của anh không nghiện một cái gì cả, bạn anh bây giờ chỉ nghiện một cái là nghiện một mái ấm, gia đình hạnh phúc thôi. Và hy vọng một ngày gần nhất là em có thể gặp lại chị Cát Tường và anh Quyền Linh trong ngày vui của hai bạn. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại gia đình của em có ba chị gái với lại em gái với bạn của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả trong đường quay. Tôi là ba của bé Tín. Bé Tín ở nhà là biết nhìn nhận và biết suy nghĩ về mọi người. Với lại là bé Tín nóng là không phải là nóng vội, kiểu là nóng nhưng mà còn có suy xét. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai của chú thế nào nè? Thấy anh phong độ, cũng đẹp trai. Nói năng thì cũng lưu loát. Cũng mong muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội là bấm nút và hẹn hò rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bác cũng rồi. Hy vọng với con. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn bác. Bây giờ chúng ta sẽ kéo rào cho hai bên gặp trò mặt chuyện với nhau nha. Kéo hàng rào. Dạ, em cảm ơn ạ. Tôi không nghĩ hai người này mà ế ta. Gặp ngoài đời không thể nào nghĩ là họ ế, nhưng mà thật trong sâu thẳm thì họ ế thật. Nào, trò chuyện với nhau đi hai bạn. Chuyện, em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh sao? Ngoài sức tưởng tượng của em. Là xấu quá hay là... Dạ không, nhìn rất là phong độ và nhìn rất là đẹp trai. Dạ. Vừa anh có nghe em chia sẻ ấy, em rất là nóng tính đúng không? Dạ đúng rồi, nóng, rất là nóng tính. Thực ra là anh rất là thích người hiền dịu, dịu dàng một xíu ấy, mà nữ tính ấy, như chị Cát Tường, chị đang là dáng rất là nữ tính. Vậy thì nếu như mà em nóng tính thì anh thấy em có phải là người nóng tính như em nói hay không? Thực ra là nếu mà nhìn ở vẻ bề ngoài thì anh không dám nhận xét nhiều, tại vì là mình phải tìm hiểu sâu thì mình mới nhận xét về người ta cụ thể. Nhưng mà cái nóng tính ấy, bên ngoài thực tế là nó không có tốt. Dạ. Bản thân anh cũng là người rất là nóng tính, anh thẳng tính nữa cơ. Nhưng mà sau khi anh ra ngoài anh làm việc thì anh nhận thấy cái điều đó nó không ổn chút nào. Nên là anh đã thay đổi bản thân mình hàng ngày. Vâng ạ, về việc mà kiềm chế thì là em nghĩ là em làm rất là ok. Bởi vì là môi trường của em là khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Vì em thì anh bây giờ anh là... tim dạ. Anh yếu tim. Dạ, cho nên là không phải là mình nói là coi anh là một khách hàng. Nhưng mà là bởi vì là khi mà hai người mình nói chuyện với nhau thì một người nóng thì có phải có một người kia dịu lại. Thì em cũng hy vọng là nếu như mà sau này lỡ có đôi lúc mà em có hơi nóng tính một chút xíu thì anh phải là một người đóng vai trò là lạnh để cho em có thể là giảm bớt nhiệt độ xuống. Lạnh như băng được không em? Dạ. Vậy thì càng tốt, bởi vì khi lạnh như băng vậy là nhiệt độ của em hạ nhanh đó. Rồi, chúng ta nói chuyện hẹn hò đi các bạn. Quan niệm tình yêu của anh là như thế nào? Quan niệm tình yêu của anh là khi mình yêu nhau thì cứ hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình đang có. Dạ. Còn nếu mà chẳng may mà không đến được với nhau nữa thì nó do cái số phận. Dạ. Mình cũng vui vẻ thôi, cũng không đừng có bi lụy quá. Dạ. Thì theo anh nghĩ thì nó thoáng hơn một chút. Còn quan điểm tình yêu của em là em nghe một câu nói rất là hay.
chúng ta chỉ mất 3 giây để nói là yêu, nhưng mà chúng ta mất cả đời để mình xây dựng, vun đắp và phát triển cái tình yêu đó. Dạ. À, anh xin lỗi là vừa em nói hơi dạ. nhỏ, anh chưa nghe được em làm ở chỗ nào nhỉ? Dạ, em làm ở Thẩm mỹ viện Thiện Mỹ ngay chỗ quận 1, ngay chỗ cầu Ông Lãnh anh. Em biết cầu Ông Lãnh không? Anh không biết đâu, nhưng Google Maps chỉ. Dạ đúng rồi. Anh ở quận 9 là ở chỗ nào ạ? Anh ở chỗ Long Thuận, phường Trường Thạnh, quận 9. Dạ, ở chỗ đó anh đi qua, nếu như mà qua chỗ em là ở thì cũng gần, mà qua chỗ làng cũng gần á. Rồi, dự định tương lai thế nào các bạn? Hôm nay mình đến với nhau, chương trình đã cho mình một cơ hội như thế này á. Dạ. Thì nếu mà em cảm thấy anh là một người mà có một chút gì đấy làm cho em rung động, thì anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội đó, để mình tìm hiểu sâu hơn. Dạ vâng ạ. Bạn Nam hãy nói một cái điều gì đó trong lòng mình để cho thuyết phục được bạn gái. Anh không hứa là chắc chắn là sẽ cho em những cái gì cụ thể, nhưng mà anh hứa sẽ dùng tất cả những cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông, rồi tất cả những thứ anh có để chở che và bao bọc cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha bạn. Để tay nút bấm đi bên tay trái các bạn. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chào, quá xa chào. Nắm tay đẹp đi trai, em. Đẹp gái ha. Em lo hôm nay em mang nhất cổ phần. Này thuộc về siêu mẫu đó. Này để dạ. con chắc cao lắm nha. Rồi. Xin phép, xin phép. Dạ, chắc là không. Dạ, con xin phép bác, con ôm em một cái. Hôn nữa, hôn nữa. Chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế. Vậy nhìn, là thành công rồi, đúng thành công rồi. Nhìn cặp đôi mình này anh cũng thích thật á. Rất là đẹp đôi. Phải chi mình đi theo họ để mình chứng kiến cái nụ hôn ngược á hả? Quay đầu với nhau nhờ. Nhưng mà nhớ phải đánh răng theo yêu cầu của nha sĩ. Dễ thương, rất dễ thương. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có những giây phút ấn tượng như vậy không quý vị nha. Hả Mang. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Bạn ơi, dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là Tô Quang Đào, quê ở Nghệ An. Năm nay em 33 tuổi anh Quyền Linh. Làm nghề gì? Dạ em hiện đang làm bộ phận sale của công ty thủy sản Thăng Long ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Dạ. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Thị Nguyệt, em năm nay 30 tuổi. Hiện em đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan tổng quản. Nguyệt có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ? Ví dụ như đầu tiên là em hát được. À. Em có thể nấu ăn, làm tóc, massage, như massage mặt và massage body cho nữ. À, làm cho người khác hả? Đúng rồi ạ. Ừ. Em cũng làm được massage mặt được cho mình. Có nghĩa là hiện nay công việc cụ thể của bạn là làm chính cái cục thuế? Dạ, đó cơ quan tổng quản thôi anh ạ. Như bạn, cái chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế cho anh. Sẵn đây đòi luôn. Em đòi luôn, hôm nay đòi luôn. Hỏi cái thủ tục hoàn thuế sao? Dạ. Em ơi, bây giờ thu thuế doanh nghiệp về thuế gia đình nhà mình thuế thu làm sao em? Giống như tin ngôn của ngành thuế tụi em đó là thu được thuế và thu được lòng dân luôn ạ. Thu được nên, thuế, thu lòng dân. Dạ, nên là nếu cả thuế gia đình thì em cũng muốn thu được cả hai thứ đấy. Tức là thu trên tinh thần tự nguyện. Ủa Nguyệt là quê đâu Nguyệt? À, em quê ở Thanh Hóa anh Linh. Thanh Hóa với Nghệ An cũng gần. Dạ, à, giáp dạ. ranh với nhau, không dạ. sao cả. À, Đạo có mấy mối tình rồi? Dạ, về mối tình thì em có một. Vậy thì bây giờ sau cái mối tình đó, chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Thì nói chung thì em nghĩ là yêu chậm và yêu lâu dài thì tốt hơn là yêu nóng vội. Bạn cần điều gì ở người phụ nữ? Em muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng, biết suy nghĩ trước sau. Dạ, rồi nói chung là người đó có một cái tấm lòng tốt là ok. Như vậy thì bạn nữ có yêu cầu gì không? Em thì em không yêu cầu nhưng em thích ạ.
thích những cái mà em thích. Em thích một người thông minh, sống tình cảm. Em đồng ý với cái quan điểm của bạn nam bên kia là có tấm lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Em không thích con trai gia trưởng, bà thủ, kém kiệt. Trước đây mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 chị. Mình chia tay cách đây bao lâu? Dạ hơn 1 năm rồi chị. Thế bạn nam có tật xấu gì không? Em thì nói chung là tương đối nóng nảy. Và cái việc mà kiềm chế cảm xúc thì cũng đáng phải cần cải thiện nhiều chị. Còn tật xấu gì nữa? Em nghĩ là sống cả nể. Cả nể? Dạ, sống cả nể và hơi cả tin. Còn bạn nữ, có tật xấu gì nói luôn cho bạn trai biết. Em rất bất ngờ vì những cái tật xấu của bạn nam giống em. Rất là cảm tính phải không? Dạ đúng rồi, em cũng cả nể. Nhiều khi em hay nói với mọi người là em mất đi khả năng khước từ. Nghĩa là có thể là em thấy điều đấy là không tốt, hoặc là em thấy là việc đấy là thực sự là mình nên dùng, mình nên từ chối. Nhưng mà em lại... Nếu vậy thì bây giờ chị yêu cầu em hát bài hát để tặng mọi người, và chị nghĩ em cũng không thể nào khước từ. Dạ em xin tặng mọi người một bài hát mà em thường hay hát trên cơ quan. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em sang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, chẳng thế nào mà che anh được. Chưa rút sợi thương ấy mấy trăng mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây em xòe bóng man. Rợp trời thương ơi mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Rình quá. Rất là hay. Nghe nó ngọt ngào dễ sợ luôn. Trời ơi. Giọng hát ngọt quá đi. Dạ. Sợi nhớ sợi thương hả? Dạ. Anh bên đây nó xao xuyến quá, anh lấy luôn 2 sợi luôn. Dạ. Ngành thuế mà hát hay quá. Không ngờ luôn hả? Ngày nào cũng tiếp xúc biết bao nhiêu doanh nghiệp vô đóng thuế. Không lẽ không tình cảm nào hết với người nào đó hay sao em? Thực tế nó không vậy đâu anh ạ. Thấy vào nộp thuế mọi người cũng vui vẻ gặp em rồi. Ôi không phải đâu anh. Người ta sẽ không vui khi nộp thuế đâu ạ. Nói thế chứ nhiều người nộp thuế vui lắm á. Giống như anh cũng, anh ấy tưởng đi nộp thuế cười ha 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 luôn. Không, nếu mà anh với chị Tường lên nộp thuế cười, cái này em hôm nào phải nhờ anh chị tới tuyên truyền. Có thế. Anh tuyên truyền rồi, anh có khai thuế qua mạng. Em biết đúng rồi, cái đợt anh quảng cáo cho bên em cũng biết luôn ạ. Thuế cũng quảng cáo. Mình có mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không, về ngoại hình bóc dáng để chị qua thì xem mặt nè. Dạ, em thích bạn nam cao chị, cao từ 1m7 trở lên được càng tốt. Cao chi dữ vậy, mình đâu có cao nhiều đâu. Em muốn con mình không giống em. Thay đổi thế hệ phải không? Gì nữa, cao. Em cũng không thích đầu hói rồi. Nhiều người không thích đầu hói quá ta. Hói gì, có chỗ dài đâu không thích ta. Đâu vén vén lên coi, che cái mặt tiền cũng vậy. Không hói gì. Không hói thì vuốt lên coi. Ý dạ. Bao nhiêu? Em thực ra cao 1m64. 64. Dạ, còn để mà cải thiện đời sống là chắc là em nghĩ là phải trên 1m7. Dạ. Thôi nó chưa thì cải thiện, giờ mình sanh con ra mình cho uống nhiều chất vô ngay từ đầu, dinh dưỡng tốt vô là... thì cao thôi, đúng không? Dạ. Chứ đâu cần thiết phải cha cao con mới cao. Dạ. Không, giống ông hàng xóm vẫn cao được như thường. Mét 64 à, nhưng mà đẹp trai lịch sự lắm. Được. Thôi không cho gặp người thân nữa coi sao, em có đi ra không? Dạ em đi với em trai và bạn. Em trai em ruột đó hả? Dạ em con chú. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thấy người bạn gái bên này như thế nào? Thì nhìn Bần Nguyệt, nếu như mà nhìn mới gặp á thì nghĩ là khoảng 25 tuổi thôi. Cái mà Bần Nguyệt yêu cầu của bên phía người đàn ông của mình á thì thấy là nào có nhiều đặc điểm, nhiều ưu điểm. Ví dụ như là tính trung thực, thẳng thắn, rồi có trách nhiệm. Mình cam đoan 100% là bạn của mình là có. Cam đoan 100% luôn, bảo hành trọn đời. Rồi cảm ơn bạn. Vậy mình có đi với người thân của mình không? Dạ em đi với 2 người bạn của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn ở trên sân khấu và các bạn khán giả. Rồi chào em. Thấy ảnh bên kia sao? Dạ em thấy anh bên kia là thanh niên nghiêm túc đó chị Nguyệt. Rồi cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau đi.
Bây giờ sẽ đến lúc chúng ta trò chuyện với nhau trong 2 phút. Kéo màn lên. Và đây là quyết định của riêng bản thân mình nha. Hồi hộp chờ đợi dõi theo 2 phút của hai người. Nào, quay qua đi bạn. Trời. Rồi, em tặng Nguyệt. Rồi, em cảm ơn anh Đạo. Em cảm nhận về anh đầu tiên như nào? Thực ra là vừa mới kéo màn lên thì anh khác cũng xa với tưởng tượng của em. Nghĩa là em nghĩ tại cái giọng nói của anh hơi bị khó, em khó nghe. Em nghĩ là chắc anh là một người chắc là có vẻ là khô hơn, nhưng mà nó đã khá hơn rồi. Anh thì người sống tình cảm lắm. Dạ. Hiện tại là em đang làm việc ở quận nào? Em từ Thủ Đức. Thủ Đức hả? Dạ, còn là gia đình ở ngoài quê hả? Ngoài quê ạ. Gia đình anh ngoài quê. Dạ. Em nghe hai người rất là nóng tính. Vậy thì khi nóng tính ai sẽ nhường ai? Nóng chắc chắn là em nhường rồi ạ. Tại vì em nóng vậy thôi, nhưng mà thấy người ta nóng hơn là em thôi. Anh ấy cũng có một chút gia trưởng và hơi quyết đoán đấy. Về cái gia trưởng và hơi quyết đoán thì đây là cái mà em nghĩ là một cái điểm sượng á. Em thấy là mình dễ bị sượng nhau chỗ đấy. Tại vì khi nói là em cũng có nhiều cái em cũng cá tính lắm. Nghĩa là khi mà em đã tiếp thu mọi lắng nghe thì em cũng muốn được là cái ý kiến của em đưa ra đó cũng được lắng nghe. Và mình sẽ gọi là mình đàm phán để sao mà đạt được cái sự ở mức hài hòa nhất. Chứ không phải là em hoàn toàn sai, anh hoàn toàn đúng. Để thực sự cái ngưỡng đúng sai ấy, nó nằm đôi khi là nó sự cá nhân, nó không có tiêu chuẩn nào hết đó. Bây giờ bạn trai hãy tỏ tình, nói một điều gì đó thật tình cảm với bạn gái rồi chúng ta quyết định. Thực ra thì anh cũng có cái ấn tượng đầu với em mà cũng tương đối là tốt. Thì cũng hy vọng là anh em mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì cùng hôm nay đến đây rồi cũng được quen em, anh rất là vui. Dạ, em cũng có cùng cảm xúc đấy với anh. Hết thời gian. Hết giờ. Rồi, xin mời bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là trái tim đã kết nối hai con người lại với nhau. Tặng thêm bạn những cơ hội với những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn.